đi đường nè, đường mãi vô á, cái đường mà mình mãi vô không có mà đâu quậy. Chú bà lên đây hả chị? Đi đường kia. Đi đường kia. Cảm ơn, cái này đường xuống nha. Em chưa có đi rồi. Đi 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 đi. Bay bay đi đây nè, bay con. Em muốn chưa đi lần nào luôn á. Để mẹ đưa mẹ nha. Rồi đi. Ổn vậy nha. Đi xuống 1 triệu rồi đi lên 1 lên. Alo. Đi xuống này nè. Làm không được. Khỏe quá. Không khỏe quá. Ai khỏe? Thì mình nói nha, lên là khỏe quá, khỏe quá, khỏe quá. Quậy quá không? Quậy gì? Khỏe quá. Khỏe quá, khỏe quá. Khỏe quá. Lên ra là quậy tới đỉnh liền à. Quậy bấm số lên quậy đi nhanh quá. Nó phang lên dù bỏ qua mặt dù dù luôn sợ. Khỏe quá hả cột? Khỏe quá. Khỏe quá. Khỏe quá. Trời ơi con đứa con đỡ rồi sao không thấy. Khỏe quá. Khỏe quá. Khỏe quá mà. Khỏe quá. Khỏe quá. Khỏe quá không? Khỏe quá. Số kìa.
Mỗi lần lên vậy là khỏe quá là đi tức tụt. Vậy ơi, khỏe quá hả? Hai có phải ào ào ghê không? Ừ. Vậy Đức đứng đó sao thấy vừa ra cái máy sao ngồi vậy hả? Có buổi trời nó nói gì hai đi qua rồi vậy? Vì bảy còn về sao e nhè đâu cũng còn về sao. Vì ba. Quay qua rồi không thấy gì. Vì ba tôi khỏe quá vì ba ơn. Thôi có cắp cây đi đỡ. Khỏe quá. Ôi đừng quậy tao, tao thiểu rồi quậy. Khỏe quá. Tắm tay vào đây. Thôi tới rồi. Kéo luôn á. Cố lên. Cố lên. Yếu quá. Dạ, nó khỏe quá. Kệ ráng năm nào được năm đó đi. Chắc vậy à. Nó làm thêm đây nè chị ha. Ừ. Ờ, nhà ăn đây nè. Đó. Khỏe quá. Mỗi lần đó là mệt cái là đi lên hả khỏe quá cây đi dạ. Dạ đúng là nhà ăn đây nghỉ ngơi đây là không lên rồi cái bàn ta bán hai bên đây nhớ chuông núi bà đen vô nè cái đường mình đi xuống nè Nam hồi đó đây mà cái đường này mình đi xuống nè xíu rồi phải không đường mình đi bộ á hồi xưa đến giờ đó không đường đi bộ xuống á rồi cái đường này hồi xưa đây là cửa hàng
lại chưa? Rồi, rồi xong tắt máy vô. Bảy tư mà ba ngồi kè ba. Bà ngồi đằng kia. À, lại đẳng cũng phải quay trở lại xong rồi. Hai người đi ngồi không có được. Đức có đi lần nào cũng trượt chưa? Hai người ngồi không có được. Ngồi hôm nay con đi Tây Ninh đó là anh Nai từ ngày làm cáp tới giờ nay là 15 năm hay là nhiêu rồi tới bây giờ này không có đi á. Bữa nay giờ này mà đông ghê vậy. Bữa nay đây, chứ hồi đó đông kêu. Đâu có đó. Đi chung với con đi có toilet xong rồi đi ra rồi bà đâu rồi trời. Thì bà cũng xuống mà. Thì đi chung với bà Tư Triên. Bà Tư Triên chứ bà Tư Triên bà đi lên rồi. Thì còn bà ba. Đằng đó thì đến nào cũng không xuống cũng phải xuống thôi. Không á, bà vô toilet lắc bà đứng bà đợi bà chờ chứ. Chờ không có ai chờ. Ừ, thì không ai không ai có đâu mà chờ. Rồi còn ai em cũng mày, ai chị mày. Đâu bán được mất à. Bà để tay tay chói. Ủa sao qua ngồi tính đợi xong rồi gặp đó hả? Gặp ba, gặp ba lòng cống nhảy vô luôn. Không thấy bà ba nha. Thì bà bảy với là bà tư với là bà hai đi một máng á. Mà không có thấy bà bước lên nữa. Bà ba có đi toilet sao à, trước tôi nữa mà. Đi trước bà còn đứng ở trong đó mà. Cái gì lúc rồi tôi ra là bà gọi bác coi. Ai biết sao đâu rồi. Đức biết. Con không biết nữa. Số thủy con bà ba thì có. Con đừng gọi nó hết hồn nữa. Nó gọi thủy. Mày gọi mẹ mày, cứ mẹ mày đâu. Con có môn điện cho anh Trừ hả? Anh Trừ gì ba? Ờ Trừ chưa ra đúng rồi. Con Trừ nó đi mắc trượt. Xuống rồi, chạy xuống rồi. Đi mắc trượt chứ. Hồi tôi đi lên đó là nó đang xuống cáp đó. Nó xuống đó. Đó cáp đó bà Bảy, bà Bảy với bà Tư đi á. Với bà Hai chẳng nha, bà khác bên mình đó. Tân nư, tân nư. Ồ xuống hay mau quá.